Rồi, ok 500 anh em. Hiện tại giờ tôi đã bật cam lên rồi đây. Để làm gì? Để khi mà chúng ta chơi game, chúng ta xoay gacha cái gì thì chúng ta phải bật cam lên để mấy bạn thấy được cảm xúc của tôi, đúng không? Đó, lỡ mà tôi vui tôi còn ăn mừng cùng với mấy bạn đó. Còn tôi buồn thì tôi khóc mình tôi thôi chứ. Okay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu mở nha. Và ngày hôm nay thì có thêm Simi, Kamui với lại Sammy ngồi mở cùng với tôi các bạn ạ. À. Đó, ok. Mọi người có thể chào khán giả cái được không nha? Hello, hello, goodbye, see you again. Ủa, gì mà mới giờ hello, goodbye rồi. Rồi, ok, để xem coi. Bây giờ tôi sẽ vô phần cửa hàng nè. Rồi, kéo xuống bên dưới. Bốc thăm chuột lan nước. Rồi, hiện tại đây chúng ta đang có 19 màu đúng không? Đúng rồi. Nghe đồn là muốn mà bốc thăm cái này mà hay phải nói từ trộn dĩa vô. À, là phải nói tự phải nói chữ trộm vía hả? Trộm vía. Đúng rồi. Đấy là cách của Sam, còn cách của chị á là em muốn con nào thì em chê con đấy thật tệ cho chị là em. À rồi ok, vậy để em thử nha. Theo như lời cá mui nói thì mình thích con nào mình chê con đó đúng không? Để tôi xem coi, ở đây tôi thấy con này là kiểu cầu vồng đó bạn, màu xanh tím đồ kiểu nào đó. Thì thử đi. Tôi sẽ chê con này. Coi cái này là gì? Kẹo lan nước kẹo bông mà con này là màu kẹo bông mà thì tôi thấy con kẹo bông xấu quá. Trời ơi, mở cái nè, mở một gói thôi. Mở một gói thử trước nha. Không, khen gì mà khen. À nhầm, chơi gì mà chơi ít quá vậy? Trời ơi. Chơi nhiều lên. À chơi nhiều, trời con này nó xấu hầm tệ, nó xấu như Camu gì đó. Mở lần 10 con nè. Thì chị kêu em chơi. Rồi, đầu tiên. Trời, Chendi á, trời cũng hơi nè. Tiếp nè. Trời lại Chendi. Ôi trời ơi. Cái này là nó trộn gì á vô. Chuột lan yến mạch. Ô, cái gì đây? Cái gì đây? Cái màu này tôi cũng thích lắm nha. Chuột lan nước kem. Hôm sau nói chung là ra được một màu khác là được rồi. Trời, chuột lan châu Phi. Sao mà số em xui thế? Trời ơi, em xui nha, tao nói xui nha chị. Thấy chưa, không trộn dĩa vô. Trời ơi, con này nó đang hùi. Trời ơi. Đây rồi. Thấy gì không? Thấy cái gì chưa? Hay quá Mùi ơi. Hay quá Mùi ơi. Mở một phát ra luôn. Tiếp nè, còn 5 con lận. Con màu gì nữa đây? Yes, áo xanh. Con này là latte hả? Latte nè, cà phê nè, lại cà phê màu mới nè. Trời ơi, chuột lan nước con này là con màu signature đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Con này hình như con này hiếm nhất hay sao á? Trời ơi, tôi được một hàng tàn cái con xịn đó mấy đấy ơi. Trời ơi, đây tôi xem coi. Em muốn cái gì thì em làm gì nhỉ? Trời ơi, hay quá Mùi ơi, xem coi. Mình đã có nè, tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 con chuột lan nước. Ông nhìn hai con hồng đi, hai con hồng, hai con VIP nhất. À, là cái con mà nó có màu hồng là VIP nhất đúng không Sam? Đúng rồi, không hồng là VIP đó. À, ok, nói chung là hiện tại bây giờ tôi thấy là tôi đang có một con là bướm nè, là một màu nè, cà phê là hai màu nè, latte là 3 màu nè, táo xanh là 4 màu nè, kẹo bông là 5 màu nè, mè đen là 6 màu, một kem là 7 màu, yến mạch là 8 màu, da trời nữa là 9 màu rồi, vậy là tôi còn thiếu 10 màu thôi. Wow. Mới mở gói đầu tiên thôi các bạn. Trời ơi, bảo đảm là Simi với Sammy sẽ khóc thét sau khi xem video này. Tôi thấy Sam với lại Sim hình như lần trước nạp hơi nhiều đúng không ta? Thôi thôi đừng nhắc nữa, buồn lắm bạn ơi. Trời ơi, may quá tôi chỉ có đúng 1 triệu tiền quỹ đen tôi nạp vô chứ trời, cho nên là bây giờ tôi mở. Cái gì em, sao từ lúc nào mà quỹ đen công khai chứ người ta? Ủa là sao? Là sao vậy? Một triệu đâu? Hả gì? Một triệu nào? Ủa, Sam đâu có tiền đâu. Tiền ở dưới chờ mà. Triệu tiền tiết kiệm. Tiền tiết kiệm. Sam nói gì hả? Tiền tiết kiệm. Tiếp nè, chuột yến mạch nè. Wow, táo xanh nè. Mẹ đen, trời ơi, tại mấy con cũ thì vậy. Bắt đầu xui đó, bắt đầu xui đó. Em chưa chê đúng không? À, chưa chê. Yeah, đây rồi. Quả mưa. Đó, rồi 10 con rồi nè. Còn gì đây? Biết nữa hả? Quả ốc chó. Ôi ok, 11 màu. Trời ơi, tôi tính là tôi làm sắp full luôn rồi các bạn. Tôi được 11 màu rồi nè. Em chưa chê đó. Rồi thì bây giờ em chơi nè, mình còn thiếu nào ta? Dâu đúng không? Ông thích con gì? Ông thích con gì em kem đó? Con dâu này xấu quá, con dâu này xấu quá, con dâu gì đâu. Con chạy được muối nè, con capybara gì đâu mà nhìn như con heo vậy đó. Trời ơi, màu hồng như con heo vậy đó. Trời ơi. Con chạy nước mũi kìa, con cây chạy nước mũi hai kìa, con chạy nước mũi kìa. Trời ơi, con chạy nước mũi nhìn thấy ghê không? Nhìn xấu ơi là xấu, trời ơi. Thôi rồi, đó, mình chơi đó nha, mình chơi nha bạn. Mình đang chơi. Đúng rồi, chê là muốn. Ôi đây nè, một con màu mới nè, màu đâu nè. Cơ bản luôn. Trời ơi, ba con vậy. Trời ơi, xui vậy. Trời ơi,
không phải bài bơi nhá. Chuột lan nước tắm. Sai ơi. Được con kia cũng được. Vậy là tôi được thêm 2 màu nữa, là tôi được 13 màu rồi, tôi còn thiếu có 6 màu nữa thôi. Ok, tôi được mở 2 lần nữa bạn. Ok, chơi tiếp nè. Xấu quá, xấu ghê. Xấu thiệt, xấu là xấu. Xấu thiệt là xấu. Xấu quá là xấu đó rồi, mệt quá trời rồi, rồi chơi vô nha. Trời ơi, cái gì vậy? Lật Egacha giờ có lật mới hay che lả ra. Trời không, không, tôi nghe lời ca mui á, nhiều khi các bạn bắt trước tôi thử đi các bạn. Yeah! Con mới, rồi, sô cô la trắng, táo xanh. Táo xanh, ba lô, quả ốc chó, quả ốc chó. Yeah! Ê, hay quá vậy. Vip, 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 vip. Yeah. Ông này lật gà chạy gì hết rồi. Sốc vi rùa nha. Rồi, được thêm 2 con nữa. Là tôi còn thiếu 4 con nữa thôi. Wow. Sao dễ quá vậy? Quá đã luôn bạn ơi. Ủa hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Tiền hết ta. Bây giờ lỡ rồi bạn, để mình đếm lại thử nha các bạn nha, để mình xem lại thử nha. Thôi, hình như là ở trong cái quạt hôm bữa chị qua nhà em, chị thấy có cái mấy tờ đấy, em rút ra đi em. À mấy tờ gì? Tờ gì ở trong cái quạt? Cái gì? Tờ vé số hay gì á? Giống gì đâu. Bây giờ làm cách nào để mình sắp xếp lại đi. Em đúng không? Giống gì? Hiện tại mình đang có yến mạch nè, cà phê nè, 2 nè, cảm lạnh 3 nè, quả ốc chó 4 nè, táo xanh là 5 nè, sô cô la trắng là 6 nè, tắm là 7 nè, mè đen là 8 nè, latte là 9 nè, nâu là 10 nè, quả mơ là 11 nè, da trời là 12 nè, bướm là 13 nè, kẹo bông là 14 nè, kem là 15 nè. Wow, vậy là mình còn thiếu 4 con nữa. 4 con đó là 4 con nào ta? Thôi, nói chung là con nào cũng được hết. Bây giờ chắc là phải nạp thêm 500k nữa. Ok, thử thôi. 500 thôi hả? Nè 500 thôi. Nghèo lắm chị ơi, nghèo lắm chị ơi, không có tiền. A few moments later. Rồi, ok mini, hiện tại là tôi mới vừa nạp thêm 500k nữa, cho nên bây giờ chúng ta sẽ xoay được thêm 2 lần gọi là 10 quả đó nha các bạn nha. Ok. Để coi lần này có ra được 4 con cuối cùng nha. Bắt đầu. À khoan, chơi đã. Trời con này xấu quá. Con kia xấu quá, mệt quá. Tôi mệt quá. Xấu kinh gì? Rồi vô nè. Kinh gì luôn. Vô nè, nhấn đi mở. Đây rồi. Con VIP gì đây? Yes. Ngọc trai. Wow. Con mới nè, Ngọc trai. Con mới Ngọc trai. Vậy là ra được thêm một con mới nữa bạn ơi. À, nâu nè. Bây giờ em còn 3 con VIP nữa thôi. Táo xanh. Ủa xuống ra táo xanh nhiều ấy. Táo xanh. Ủa, cà phê. Ủa. Không phải chứ, thật sự là chị mất nhiều kim cương lắm để mới tìm được 4 con táo xanh, mà em sắp tìm được 10 con rồi quá. Trời ơi, em được quá trời táo xanh luôn chị. Em đem bán luôn á. Thêm lần nữa nè. Kinh quá ai người đó. Không sao. Thêm lần nữa nè. Kinh của ai người đó là có nhiều đúng không? Ok, da trời nè, táo xanh, quả mơ, cà phê, mè đen, nâu, yến mạch. Không có đâu. Ngọc trai. Có rồi. Có rồi, hết hồn. Trời, hết hồn mấy ní. Trời ơi, rồi xong luôn rồi, còn nhiêu tiền để coi. Còn người ta cha bảo là 2 tờ 500 vào thì không chịu. Còn 191 nè, ok rồi, không sao, mở 30 kim cương luôn. Mở nè. 30 kim cương thì qua VIP. Rồi, kem nè, không phải nè. Đây rồi. Ủa, con này có rồi mà. Em đây rồi cái gì vậy? Đây rồi, shipper nhà hàng tới rồi. À, dạ, alo, ok. Dạ, em xuống liền à, dạ. Nhanh vậy. Đợi em xíu. Nhanh quá vậy. Rồi, đang quay video tiện shipper tới. Rồi, tiếp nha. Vô nè, để coi con gì nha. Nào. Ơi. Không sao, 30 lần nữa nè. Yeah, con gì đây? Con số gì đây? Con số gì đây cơ ra mà quấn mấy con mấy gì ra? Nói chung là xui thôi. Nói chung là hiện tại bây giờ là mình đã kiếm được nhiêu đây rồi nè. Là bây giờ mình còn nhiêu nữa ta? Mình còn con nào mui? Em còn hoa anh đào, em còn dâu và cam. Hoa anh đào, dâu và cam. Trời ơi, 3 con màu này luôn hả ta? Đây, Phong ơi, chị bảo nè. Gì chị? Chờ xíu chị đến liền, chờ vài giây. Tới làm gì? Chị tới thôi, chị có định làm gì đâu. Hello. Rồi, chị tới làm Phong, gì đâu? Phong nãy đọc là thiếu con gì nhỉ? Hả, thiếu gì hả? Dâu, hoa anh đào. Dâu nè.
Là cái gì nữa nhỉ? Cái gì nữa nhỉ? Hoa anh đào. Ủa? Rồi ok bạn ơi, chúng ta sẽ tiếp tục nhớ bạn nha, để mình xem coi hiện tại bây giờ. Mình nói thiệt với bạn là bây giờ tiền quỹ đen của mình cũng hết rồi. Là bây giờ mình nghĩ là mình sẽ tìm hết trong tất cả những tài khoản ngân hàng của mình coi còn được bao nhiêu mình sẽ nạp vô. Ok. Mình nghĩ nó sẽ là một số tiền rất lớn, không thể nào có thể được ai mà có thể tưởng tượng được. Ok, nạp ơi. A few moments later. Và đó chính là 200.000. Nói chung là giờ gom hết tất cả tài khoản, mượn thêm tiền Momo nữa là còn 200.000. Mở 1 lần 10 là 270 mà em thiếu 30 nữa em. Ủa thiếu 30 nữa hả? Trời ơi. Mở 10 lần coi bây giờ 30 á. Giờ kiếm đâu ra 30, ta có chỗ nào mình mượn tiền, mình mượn kim cương được không chị? Nhận nhiệm vụ. Thành tích nè, đây 5 kim cương nè. Đó, 5 kim cương nè. 5. Ui 30 kim cương. Rồi xong vừa được luôn, vừa đủ luôn. Trời ơi. Đâu ra mà đủ. Tôi sẽ đặt tiêu đề này rằng là tôi là người nghèo nhất mà lấy Together, nhưng tôi là người may mắn nhất, hiểu không? Đó, nghèo nhất nhưng may mắn nhất. Đó, trời. Nói 30 kim cương, có 30 kim cương luôn. Chê đá, đừng có bấm vợ, chê chẳng con cần. Con này tự nhiên mọc cái cây trên mình đầu. Này chắc chắn là đầu đất nè. Đó, trời ơi, quả dâu, trời, trái dâu không chịu ăn đi, bỏ đầu làm gì. Trời, trái cam cũng vậy, không ăn bỏ nờ. Mệt quá. Tôi nghe lời bà Mui, tôi diễn khùng, diễn điên. Nhưng mà nó hợp lý mà, thấy nó hợp mà, thấy nó trụng. Rồi, vô mà. Có liền, từ từ bình tĩnh. Chê thì không ra được đâu. Thôi, không ra gì hết trơn. Ta trời ơi, mấy quả trứng này cùi bắp thì chứ ra cái gì đi mà cầu sinh luôn á. Này có rồi. Trời ơi. Buồn quá. Khổ quá mọi người. Đúng thật là ông trời không cho ai cái gì các bạn ạ. Thôi không sao. Nói chung là ngày hôm nay là mình đã sưu tầm được hết tất cả các màu rồi. Chỉ thiếu có mỗi 3 màu VIP là cam nè, dâu với lại là hoa anh đào các bạn ơi. Buồn quá. Bây giờ tôi sẽ để chị vào nhà đi, cho chị vào nhà đi. Để cho các bạn nhìn nó. Thôi không cho nhìn gì hết trơn á. Ơi nhưng mà khoan từ, làm cách nào cho con capybara em nó lớn lên mọi người? Không có lớn được, chỉ có cưỡi được thôi. Cưỡi đó lớn. Ủa vậy mà hả? Muốn cưỡi thì em phải mất 200 kim cương. Đúng rồi. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Giờ còn 11 kim cương. Nó đi. Thôi mình sẽ đợi video sau nhớ bạn nha. Video sau mình sẽ cố gắng xoay 3 con capybara còn lại, và sau đó là mình sẽ nạp thêm 200 kim cương để cưỡi capybara nha. Còn video ngày hôm nay là một video được diễn ra trong ngày hết lương đó bạn. Nói chung là cuối tháng rồi, hết tiền rồi bạn ơi, nên là chưa có tiền nạp. Nhưng mà may quá, chỉ với 1.500.000 tiền quỹ đen mình đã có thể mở được tổng cộng là 16 con capybara khác màu nhau. Và cũng có thể nói là may mắn rồi đúng không bạn? Cũng có thể nói là quá may mắn rồi đó. Ok. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là cái gì quỷ đen vậy Phong ơi? Cái gì quỷ đen vậy? Tôi nghe từ quỷ đen. Phong ơi, chị bảo hình như nếu mà quỷ đen mà một khi đã có thì chắc chắn là sẽ còn nhiều hơn đó sao? Không có đâu. Người ta đang nói quỷ đen cho video vui hơn thôi, chứ đã làm gì có quỷ đen nào Sammy à. Ok, không có đâu. Ok. Vậy yeah, ok. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại mọi người những video lần sau nha. Bye bye. See ya. Yeah.